Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Sửu chứng minh được vai trò nâng cao vị thế. Tháng 2 âm lịch có nguyệt lệnh lâm quan đới báo hiệu sự nghiệp của những người tuổi Sửu có chuyển hướng tốt đẹp. Con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của bản thân. Tháng 2 âm lịch này đối với tuổi Sửu sẽ là một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không để đụng đỉnh được. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, năng lực cũng được phát huy cao độ. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng sẽ khiến bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra trong tháng 2 âm lịch này. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Tình hình tài chính bình ổn, các khoản thu chính và phụ đều, bạn cũng biết cách chi tiêu cân đối, có đồng vào, có đồng ra. Nhìn chung không lo túng thiếu. Có điều, bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ. Cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm của mình đã đặt ra. Ngũ hành tháng xung khắc nên chuyện tình cảm của tuổi Sửu phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Với người độc thân, tình cảm như cá nước chim trời, khó nắm bắt. Bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Người đã kết hôn cẩn thận đào hoa dữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tháng này sức khỏe của tuổi Sửu có dấu hiệu sa sút do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo lắng suy nghĩ nhiều cho công việc. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao. Luận về phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch này nhờ có nguyệt lệnh lâm đất quan đới nên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng. Bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say, nghĩ thật làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn, cảm giác tuổi Sửu sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh, có thể chủ động bắt tay làm việc cùng với những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín, sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận cho cả hai bên. Lại có dịch mã, động tinh thôi thúc, hành động. Hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo lo công chuyện. Hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Bạn càng song sáo chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Sự xuất hiện của thiên quan khiến tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Làm gì bản mệnh cũng cần khiêm nhường và thận trọng, đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức, cản trở thành công. Nếu biết khiêm nhường, hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Công việc trong tháng khá nhiều, điều đó
đồng nghĩa với bạn phải tất bật và bận rộn hơn với nhiều dự án và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không thể đủng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung, thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt, bạn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Vận trình tài lộc trong tháng 2 âm lịch này của người tuổi Sửu duy trì ở mức ổn định. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tức khoản thu từ công việc cố định. Tuy cũng có thêm nguồn thu phụ nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thật sự khởi sắc. Trong thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt, nguyệt lệnh quan đới chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, còn người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn sẽ khó đạt được những gì mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn. Nhìn chung với cách chi tiêu cân đối của tuổi Sửu, bạn vẫn còn đồng ra đồng vô, không lo túng thiếu. Có điều, dịch mã khiến bạn có thể phải di chuyển nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ. Cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mình đã đặt ra. Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên. Nếu đó là điều cần thiết cho công việc làm ăn thì đừng ngần ngại thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu rủng rỉnh cho nỗ lực trong tháng này của mình. Luận về phương diện tình duyên. Xem tử vi tình duyên tháng 2 âm lịch của người tuổi Sửu chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đó với người độc thân. Tình yêu ví như cá nước chim trời khó nắm bắt. Cơ hội vẫn có, song đều là nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất. Thời gian này bạn khá bận rộn với công việc, không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Sự nghiệp dường như đã chiếm hết quỹ thời gian và mối quan tâm của con giáp này, nên dù có người tiếp cận bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân. Con người đã kết hôn cẩn thận đào hoa dữ, phá hỏng hạnh phúc gia đình khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Tuổi Sửu lại vốn là người sống tình cảm nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ. Những lúc thấy yếu lòng, hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả đời mình hay không. Luận về sức khỏe của tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Nhìn chung thể trạng của người tuổi Sửu trong tháng 2 này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Có chăng chỉ là vì vài tình trạng khó chịu do cơ thể quá lao lực. Tháng này sức khỏe của tuổi Sửu có dấu hiệu sa sút, chủ yếu do dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Tuy nhiên, điều đó là vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao. Cẩm nang vượng vận trong tháng 2 âm lịch năm 2022 của từng tuổi Sửu.
một tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Văn Hán. Khẩu quyết: sự nghiệp có nhiều điểm sáng, nghĩ thật làm thật, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. 2. Tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch. Khẩu quyết: đề phòng tiểu nhân gây thị phi, cạnh tranh, do sinh lòng ghen ghét. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú. Khẩu quyết: nên tập trung vào công việc chính để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu, mệnh kim, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hấn. Khẩu quyết: chuyện tình cảm phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch. Khẩu quyết: nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn,